Bà con cảnh giác nha, có con em mình xin việc làm trên mạng á, mà nó kêu cần chuột là không có lên trang mạng xã hội này kia, rồi nó kêu chuyển tiền này kia, rồi trang này những kia, giờ chuyển là mất tiền luôn. Bà con có gì bà con cứ liên hệ với tôi, chỉ cách đưa con em mình về Việt Nam này, không có lên trang mạng xã hội, nó kêu đóng tiền đóng này kia là tiền mất thật mang nha mọi người. Mọi người biết, mọi người hiểu nha. Hiện nay là các trang mạng xã hội nó đăng, nó làm đóng kịch trong tù, nó đưa người Việt Nam về rồi nó chẳng người này kia, nó bà đồng bọn nó không à. Nên mọi người làm ơn đừng có nghe lời bọn xấu nó kêu chuyển tiền rồi tiền mất thật men, và còn bà con cứ đến gặp người thật gì thật đến liên hệ siêu anh Hải sẵn sàng giúp đỡ cho mọi người ha. Chứ bây giờ nhiều người điện thoại khóc lóc, anh Hải ơi em lên trang mạng rồi em thấy người này nó cứu người Campuchia, cái kêu chuyển tiền chỉ là mất luôn ha. Hiện nay là rất là nhiều người điện thoại, có người chuyển 100 triệu, 20 triệu mà con em mình không về. Nên mọi người không có nên đến gặp người thật thì thật mới chuyển tiền nha. Nói thẳng vậy mấy bà con cô bác, đừng có nghe lời bọn xấu trên tội phạm ở trên mạng ha. Các trang này giải cứu Campuchia này kia, mấy trang mạng xã hội này kia, mấy không có nghe lời ai hết nha bà con. Bà con không nghe lời ai hết, nói thẳng bà con vậy. Hiện nay là đến nhà ha, đến nhà nè. Rồi hiệp sĩ Vinh Hải giúp dùm, giúp miễn phí, không cần phải hết đó, giúp miễn phí không cần phải. Nhưng bà con cứ bác là bận không nghe lời bọn xấu tội phạm. Bây giờ đứng lên trang mạng kêu nó kêu chuyển tiền là chưa gặp con em mà kêu tiền là tiền mắc đặt me ha. Đó nên mọi người là bận đừng nghe. Hiện nay sáng mơ giờ như ngồi điện hàng chục người điện thoại, anh Hải ơi tôi lên trang mạng xã hội có thấy nó giải cứu người Campuchia, nhưng mà thật chắc là nó đưa bà đồng bọn, nó đưa ra là cứu người của người, thật chắc là không có cứu nha, để lấy tiền mình. Rồi mọi người chia sẻ để cảnh giác nha, có gì lại gặp tôi gặp người thật gì thật, chứ không có mà lên trên mạng, trang mạng là có chuẩn bị tiền mất tật mang nha mọi người. Mọi người không có nghe lời bọn tội phạm nha, cứ gặp người thật gì thật là chỉ trách cho cứu con em mình Việt Nam nha, không có nghe lời nha. Đã gặp trực tiếp hiệp sĩ Hải sẽ giúp chùm, cảm ơn.